Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Dịch lan ra khắp 13 tỉnh thành miền Tây, hàng trăm ca chưa tìm được nguồn lây. 13 trên 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã có ca dương tính nCoV, trong đó có hàng trăm ca được phát hiện trong cộng đồng, chưa tìm thấy nguồn lây. Hàng trăm ca bệnh chưa tìm được nguồn lây. Cho đến sáng ngày 9 tháng 7, Đồng Tháp là tỉnh có nhiều ca dương tính nCoV trong cộng đồng nhất đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, tính từ ngày 24 tháng 6 đến 6 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 7, tỉnh đã ghi nhận 448 ca mắc COVID-19, trong đó 430 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, chưa tìm thấy nguồn lây. Hiện tại, Đồng Tháp có 5 ổ dịch, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Xí nghiệp May 6, thành phố Sa Đéc, Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Châu Thành, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Bệnh viện Quân Dân Y. Trong đó đã kiểm soát được 2 ổ dịch, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò và Bệnh viện Quân Dân Y. 6 trên 12 huyện, thành phố của Đồng Tháp có ca mắc COVID-19 liên quan đến các ổ dịch này. Theo đánh giá của ngành y tế Đồng Tháp, đáng lo ngại là ngoài các ổ dịch lớn thì nay đã hình thành các ổ dịch mới tại huyện Châu Thành, huyện Tân Hồng, huyện Lấp Vò, thành phố Sa Đéc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói với Vietnamnet, tỉnh đã có 7 bệnh nhân COVID-19 tử vong, đa phần là những người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền. Giáp ranh với Đồng Tháp là An Giang. Tính từ 15 tháng 4 đến 16 giờ chiều ngày 8 tháng 7, tỉnh này đã ghi nhận 99 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó có 1 trường hợp tái dương tính. Trong đó có đến 62 được phát hiện trong cộng đồng, gồm huyện An Phú 49, Châu Phú, Tịnh Biên, Phú Tân, mỗi huyện 1 ca, thành phố Châu Đốc 9 và thành phố Long Xuyên 1 ca. 37 ca còn lại là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. An Giang có một nữ bệnh nhân COVID-19 tử vong. 3 huyện và một thành phố của An Giang phải giãn cách để ngăn chặn kiểm soát dịch, gồm An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc. Tiền Giang đến thời điểm này vượt mốc 300 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó thành phố Mỹ Tho có số ca dương tính ghi nhận nhiều nhất, 9 trên 11 huyện, thành phố, thị xã của Tiền Giang ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Long An cũng vượt mốc 230 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, một bệnh nhân tử vong, Cần Giuộc, Bến Lức và thành phố Tân An là các địa phương có nhiều ca nhiễm nhất. Một số địa phương trên địa bàn Long An đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Vĩnh Long, sáng ngày 9 tháng 7, tỉnh ghi nhận thêm 13 ca dương tính nCoV, trong đó tới 9 trường hợp liên quan ổ dịch tại công ty Tỷ Xuân, huyện Long Hồ. Đến nay, Vĩnh Long ghi nhận đến 57 ca dương tính trong cộng đồng. Sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, đến nay Cà Mau đã có 12 ca dương tính được phát hiện ở huyện Thới Bình và thành phố Cà Mau. Trà Vinh tính đến trưa nay đã ghi nhận 23 ca dương tính nCoV, Bạc Liêu sáng nay ghi nhận thêm 2 ca dương tính. Các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre những ngày qua đều có ca dương tính. Thành phố Cần Thơ có 5 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 được ghi nhận ở Bệnh viện Ung Bú, Bệnh viện Thốt Nốt, huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Hậu Giang là tỉnh cuối cùng ở đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ca mắc COVID-19 và 4 trường hợp dương tính nCoV. Những chỉ đạo quyết liệt của các tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã liên tục ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch như chủ động siết chặt kiểm soát các cửa ngõ vào tỉnh, thực hiện phong tỏa, giãn cách, nâng nguy cơ tại các điểm nóng. Ông Nghĩa cũng phân công lãnh đạo trực tiếp chống dịch ở 2 điểm nóng Sa Đéc và Châu Thành, thành lập 6 tiểu ban giúp việc, chỉ đạo lập các đội kiểm soát phòng chống dịch, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thành lập 2 tổ truy vết phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi khóm, ấp. Chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương hoàn thành lại quy trình truy vết, xét nghiệm và cách ly với nguyên tắc 18 giờ dập dịch. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng địa phương tập trung khoanh vùng dập dịch nhanh nhất tại thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành và một số địa phương, không để dịch lan rộng ra các địa phương khác. Tỉnh xem xét nâng mức độ nguy cơ đối với các địa bàn có dịch hiện nay để áp dụng biện pháp giãn cách phù hợp. Từ 12 giờ trưa ngày 9 tháng 7, thành phố Vĩnh Long, huyện Tam Bình, Bình Tân, Long Hồ thực hiện giãn cách xã hội ở mức chống dịch nguy cơ rất cao. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Lữ Quang Ngời, các huyện, thị xã còn lại của Vĩnh Long áp dụng ở mức nguy cơ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa có thư gửi, bà con nhân dân Bạc Liêu sống xa quê hương trong hoàn cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, ông Thiều mong bà con Bạc Liêu sống xa quê hương hãy hạn chế di chuyển về tỉnh nhà. Trường hợp quá khó khăn hoặc vì điều kiện nào đó bắt buộc phải trở về tỉnh, người dân phải khai báo y tế đầy đủ và chấp hành tốt việc cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương. An Giang cũng ra công văn khẩn khuyến cáo người dân của tỉnh đang lao động, học tập và làm việc tại các tỉnh thành có dịch không nên di chuyển về tỉnh nhà trong thời điểm này. Nếu có việc thật sự cần thiết phải ra ngoài, phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi đến An Giang, thực hiện khai báo y tế trung thực, thông báo địa điểm nơi về và thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh có công văn yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng khi trở về cách ly y tế tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và thứ 6 trong thời gian cách ly. Ngoài ra, các tỉnh thành trên miền Tây còn lập hàng loạt chốt kiểm soát dịch, quy định phải có giấy xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hay test nhanh mới được vào tỉnh. Thành phố Cần Thơ quy định yêu cầu tất cả công dân, gồm cả người dân của Cần Thơ trước khi vào địa bàn thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày kể từ ngày xét nghiệm. Nhiều người hàng ngày đến thành phố Cần Thơ lao động, làm việc, than với quy định yêu cầu giấy xét nghiệm này. Để tháo gỡ, thành phố có công văn hướng dẫn trong quy định. Cán bộ, viên chức, người lao động thường xuyên đi về trong ngày từ Cần Thơ đi các tỉnh, thành hoặc từ nơi khác đến thành phố phải khai báo y tế hàng ngày, ghi lại lịch trình di chuyển cụ thể, cam kết không đi đến các khu vực có liên quan bệnh nhân COVID-19 hoặc cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, phải có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú. Thuận Kiều Plaza hay còn gọi là cao ốc Ba Cây Nhang là địa danh thế nào mà người Sài Gòn ai cũng đang nhắc. Bỗng dưng sau một đêm, Thuận Kiều Plaza trở thành địa điểm hot nhất trên mạng xã hội. Tòa nhà Thuận Kiều Plaza, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, thu dung số 5 điều trị COVID-19 hiện đang là thông tin hot nhất nhì mạng xã hội. Bắt đầu từ chiều tối ngày 7 tháng 7, những người dân xung quanh đã thấy có nhiều vật tư xây dựng, mục đích phục vụ cho việc dựng nên bệnh viện dã chiến được đưa vào phía trong của tòa nhà. Dự kiến khoảng một tuần nữa thì việc thi công sẽ được hoàn tất. Khi chỉ xem qua ảnh, nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là ba tòa nhà to đùng trông khang trang. Riêng với người Sài Gòn, tòa nhà Thuận Kiều Plaza là một địa điểm vô cùng nổi tiếng. Nó nổi tiếng đến mức ai cũng biết và có 1.001 câu chuyện bí ẩn xoay quanh địa điểm này. Xây dựng từ năm 1994, Thuận Kiều Plaza tính đến nay đã có tuổi thọ 27 năm. Vào năm 94, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại Sài Gòn 5 đã hợp tác với King Harmony Inc, một thành viên liên doanh xây dựng cao ốc thương mại trên khu đất có diện tích 9.971 m². Tổng kinh phí thời ấy vào khoảng hơn 55 triệu đô la Mỹ. Thuận Kiều Plaza là tổ hợp gồm 3 tòa tháp với độ cao 110 m, tọa lạc tại số 190 Hồng Bàng, con đường to rộng và sầm uất nhất nhì quận 5 Sài Gòn. Tính đến nay, Thuận Kiều đã tồn tại được 27 năm. Một trong những lời đồn được nhiều người đồn đoán truyền tai nhau, đó chính là việc Thuận Kiều thường xuyên có những sự xuất hiện khó hiểu. Nhiều người được cho là từng ở đây lên mạng kể rằng thường xuyên nghe những tiếng động lạ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai thật sự kiểm chứng được những lời đồn vô căn cứ. Ngoài cái tên Thuận Kiều, nhiều người Sài Gòn vẫn gọi vui nơi này là cao ốc Ba Cây Nhang. Giải mã về nguyên nhân không người ở, 101 lời đồn xung quanh Thuận Kiều Plaza. Để giải thích cho việc Thuận Kiều Plaza vắng người ở, nguyên nhân đến từ việc ban đầu Thuận Kiều Plaza được định dạng là căn hộ cho thuê, không phải là ở sở hữu. Vậy nên nhiều người cho rằng việc bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ đồng chỉ để thuê vài chục năm, sau đó trả lại, người Việt vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận. Bên cạnh đó, cách bố trí bên trong hành lang, cầu thang bộ nhỏ tối của Thuận Kiều làm cho nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Căn hộ sở hữu diện tích nhỏ, trần thấp, không phù hợp khí hậu nhiệt đới như Sài Gòn. Đó là những lý do mà đến tận ngày nay, Thuận Kiều vẫn thưa người ở. Thuận Kiều Plaza ngày nay thay một lớp áo mới, The Garden Mall. Vào năm 2015, công ty cổ phần đầu tư An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mua lại Thuận Kiều Plaza từ chủ đầu tư cũ. Tuy nhiên, thay vì đập bỏ, chủ sở hữu mới của Thuận Kiều chỉ cải tạo lại theo đúng công năng, sửa lại theo nhu cầu thực tế của người dân. Đến năm 2017, trung tâm thương mại The Garden Mall chính thức được khai trương, bao gồm nhiều tiện ích như mua sắm, thưởng thức nghệ thuật, ăn uống. Đồng thời, ba tòa tháp cao 33 tầng cũng được đổi tên thành The Garden Residence. 648 căn hộ cũng được phía nhà đầu tư thay đổi màu sơn thành màu xanh lá cây, tươi sáng hơn.